Sách sáng thế kỷ chương 31 Gia Cốp nghe các con La Ban nói mình sang đoạt tài sản của La Ban và nhờ tài sản của cha mà nên giàu có như vậy. Gia Cốp để ý nét mặt La Ban và thấy rằng ông đã đổi thái độ với mình. Chúa bảo Gia Cốp Con hãy trở về quê hương mình nơi dòng họ con ta sẽ ở cùng con. Gia Cốp sai gọi hai vợ ra đồng cỏ nơi ông đang chăn bày súc vật. Gia Cụm nói, anh thấy cha đã đổi thái độ với anh, nhưng Đức Chúa Trời của cha anh vẫn phù hộ anh. Hai em đã biết anh hết sức phục vụ cha, còn cha đã gạt anh, thay đổi tiền công liên tiếp cả 10 lần. Nhưng Đức Chúa Trời đâu có để người hại anh. Cha bảo cho anh các chiên có đốm là tiền công, thì là cứ chiên đẻ con có đốm. Cha bảo chiên nào có sọc là tiền công thế là chiên cứ để con có sọc như thế chính là đức đức trời đã lấy súc vật của cha mà cho anh đấy việc xảy ra thế này khi bày vật giao hợp anh nằm mộng thấy các con dê được giao hợp trong bầy đều là những con có sọc có rằn có đốm lúc ấy tiên sứ của chúa liền báo mộng cho anh tiên sứ gọi gia cốp anh thưa có tôi đây tiên sứ bảo con hãy nhìn lên các dê đang giao hợp kia đều sinh ra những con có sọc, có rằn, có đốm, vì ta biết cách la ban đối xử với con. Ta là Đức Chúa Trời, đã hiện ra gặp con tại Bê Tên, là nơi con sức giàu trên trụ đá và hương nguyện với ta. Bây giờ con hãy đứng dậy, bỏ xứ này, trở về quê hương con. Ra trên và Lê đáp. Chúng em đâu còn cơ nghiệp, ra tài gì ở nhà cha nữa. Cha đã coi chúng em như người dưng, gà bán chúng em, và cha ăn xài hết dĩ nhiên tất cả tài sản đức chúa trời lấy nơi cha là để cho mẹ con chúng em bây giờ anh cứ làm theo điều chúa dạy gia cốp liền đứng dậy đỡ vợ con nên lưng lạc đà lùa đi hết các bầy gia súc di chuyển tất cả của cải đã thâu chữ được tại xứ Faranaram đi về xứ Canaan nơi cha mình cư ngụ. Thừa dịp cha bận đi hớt nông chiên, ra trên đánh cắp các thần tượng gia đình. Jacob đánh lừa Laban Ban người Syria, không cho ông biết ý định hồi hương của mình. Bất ngờ đem cả gia đình tài vật qua sông Euphrates, trực chỉ về núi Galat. Laban đuổi bắt Jacob. Ba ngày sau, có người báo Jacob đã trốn đi. Laban lập tức triệu tập người nhà đuổi theo Jacob suốt bảy ngày đến tận núi Galat mới bắt kịp. Đức Chúa Trời bèn báo mộng cho La Ban, dù lành hay dữ, hãy thận trọng, đừng nói gì với Gia Cốp. Đuổi đến núi, đuổi đến núi Galaat, La Ban thấy gia đình Gia Cốp cắm trại bên sườn núi bên kia, bèn cho người nhà cắm trại bên này. La Ban hỏi Gia Cốp, cháu làm chi vậy? Tại sao cháu gạt cậu và áp giải các con gái cậu như tù binh? sao lại bí mật trốn đi và gạt cậu không cho cậu biết để cậu vui vẻ tiễn đưa trong tiếng hát tiếng trống và tiếng đàn sao không để cho cậu hôn từ biệt con cháu của cậu việc cháu làm thật là điên dại cậu có quyền hại cháu nhưng đức chúa trời của cha cháu đã dặn cậu tối qua dù lành hay dữ hãy thận trọng đừng nói gì với gia cốp nay Cháu mong mỏi trở về nhà Nên đã ra đi Nhưng tại sao lại đánh cắp thần tượng của cậu Jacob đáp Vì tôi sợ cậu bắt lại Hai con gái của cậu Nên tôi phải ra đi bất thường như thế Còn các thần tượng của cậu Đứa nào lấy Thì sẽ chết Trước mặt đông đủ anh em Cậu cứ vào soát các hành lý của tôi đi Xem có vật gì thuộc về cậu Thì thu hồi ra cốp không biết ra trên đã đánh cắp các thần tượng ấy vậy la ban lần lượt lục soát các trại của Gia cốp của lê a và của hai người thiếp nhưng chẳng tìm được gì cả từ trại lê a la ban bước qua trại ra trên số là ra trên đã đem giấu mấy thần tượng ở đó dưới bành lạc đà rồi ngồi lên la ban soát khắp trại cũng chẳng tìm thấy các tượng ra trên giải thích thưa cha vì con đang có kinh nguyệt nên không đứng dậy đón nước cha được xin cha miễn chấp là ban lại lục soát nhưng cũng chẳng tìm ra các tượng Jacob bèn đổi giận trách la ban tôi có phải là phạm nhân hay tội lỗi gì mà cậu rượt bắt như thế cậu lục soát các hành lý của tôi cậu có tìm ra vật gì thuộc về quyền sở hữu của tôi không cậu cứ đem tang vật ra đây cho bà con xét xử suốt mươi tôi trú tại nhà cậu. Có đời nào tôi để cho chiên dê của cậu bị xảo thai? Có đời nào tôi ăn thịt chiên đực trong bầy cậu không? Tôi chẳng bao giờ đem về cho cậu một con gia súc nào bị thú giữ cắn xé. Nếu có thì tôi cũng đã bồi thường cho cậu. Thế mà cậu đòi tôi phải trả những con bị trộm cắp ban ngày và ban đêm. Ban ngày tôi bị nắng nóng như thiêu, ban đêm tôi chịu lạnh lẽo. Ngủ cũng không an giấc, suốt 20 năm trời tôi phục vụ trong nhà cậu. Cũng vì muốn cưới hai cô con gái cậu mà phải lao công 14 năm. Còn 6 năm cũng chỉ vì mấy bày súc vật thế mà cậu còn cháo trở thay đổi tiền công tôi cả 10 lần. Nếu tôi không được sự phù hộ của Đức Chúa Trời của cha tôi là Đức Chúa Trời của Abraham mà cha tôi kính thở. Chắc hẳn đó, bây giờ cậu đuổi tôi đi với hai bàn tay trắng. Đức Chúa Trời đã thấy rõ nỗi đau khổ của tôi và nhìn nhận công khó của tôi nên đêm qua Ngài đã xét xử rồi. La Ban và Gia Cốp kết ước. La Ban đáp. Các người đàn bà này là con gái của cậu. Các đứa trẻ này là cháu của cậu các bầy gia súc cháu có đây cũng là của cậu bất cứ vật gì cháu có ngày nay cũng là tài sản của cậu hết hôm nay cậu có thể làm gì cho con cho cháu của cậu đây cháu hãy đến đây kết ước với cậu để có một sự thỏa thuận từ nay về sau giữa đôi bên jacob bèn chọn một tảng đá dựng lên làm một tấm bia rồi bảo ra nhân lượng đá dồn lại làm một đống Jacob và Laban ngồi ăn bên đống đá. Laban gọi là Iega Sabadula, còn Jacob gọi là Galet. Jacob nói, đống đá này sẽ làm chứng cho cậu và cháu hôm nay, nên nó được gọi là Galet. Vì thế, đống đá này cũng được gọi là Mích Ba, Tháp Canh. Và Laban giải thích, cầu chúa canh giữ cháu và cậu khi ta xa cách nhau. Nếu cháu bạc đãi con gái cậu mà lấy vợ khác thì cháu nên nhớ rằng dù cậu không biết đi nữa thì Đức Chúa Trời sẽ làm chứng giữa chúng ta. La bàn lại nói cùng Gia-cốp rằng: Này đống đá, này cây trụ mà cậu đã dựng nên giữa cậu và cháu. Đây, đống đá này làm chứng giữa cháu và cậu về lời cam kết hai bên chẳng bao giờ vượt qua giới hạn này để tấn công nhau. Nguyện Đức Chúa Trời của Abraham và Na Cô và tổ phụ họ phân xử giữa chúng ta. Vậy Gia Cốp thề trước mặt Đức Chúa Trời mà Isaac cha mình kính sợ. Gia Cốp bền dâng cho Đức Chúa Trời một tế lễ trên đỉnh núi và mời bà con dự tiệc rồi ở cả đêm với họ trên núi. Hôm sau là ban dậy sớm hôn từ biệt các con gái và các cháu mình chúc phước cho con cháu rồi lên đường về nhà